Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá. Mời bạn nam. Rồi chào bạn. Chào anh Phương Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên cạnh sắp ra. À, sắp ra. Mà tên là gì? Em là Châu Thanh Hiếu ạ. Châu Thanh Trì. Châu Thanh Hiếu. Làm nghề gì? Em giáo viên ạ. Giáo viên. Trước khi em làm giáo viên ở trường thì em là nghề thủy thủ tàu Vĩnh Dương. Ừ, thủy thủ. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Ơi, chào bạn. Rực rỡ quá, bạn giới thiệu về mình đi. À, em tên Mai. Xin chào bạn nam bên kia, bạn Nguyễn Linh cùng các bạn ạ. À, em làm ở lĩnh vực ngân hàng ạ. À, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Sở trường của em thì em nhiệt tình, hòa đồng, chân thành và dễ làm quen với mọi người. Dễ gần nhưng mà mình khó mở lòng với người khác. Bạn cần điều gì để bạn mở lòng? Cần người đó phải có sự chân thành và kiên trì. Chân thành, kiên trì. Dạ. Bên đây giáo viên chắc có. Dạ, có cái sự chân thành và sự kiên trì. Còn yêu cầu gì nữa nói luôn đi bạn. Thì cao 1m6 đổ lên. Khỏe. Rồi, không hô và không bụng bia. Không hô và không bụng bia, cái này hơi căng à. Để đó, chút qua kiểm tra. Rồi về tính tình. Tính tình thì cầu thị, cầu tiến và điềm đạm. Biết cách khơi gợi trong quá trình mình nói chuyện với người khác. Được không thầy giáo? Dạ, cũng tạm tạm được cái này. Tạm tạm hả? Dạ. Thôi mình có yêu cầu gì bạn gái không? Dạ, về yêu cầu gì với bạn gái thì bạn nữ thì thông minh, nói vừa và đủ hiểu thôi. Chứ nói mà nói nhiều quá thì em cũng sợ. Bạn nói ít thì phải nhờ người bạn nói nhiều chứ. Dạ, em nói vừa thôi anh. Quan điểm của em thì cuộc sống thì cần phải có sự hy sinh. Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ, ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá thôi. Nó mụm mỉm, phụ nữ mụm mỉm dễ thương. Dạ, có da có thịt thôi được anh ạ. Rồi, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. À, 29 mà chưa? Dạ chưa. À, trong trắng trinh nguyên luôn nha. Gia đình có hối thúc gì không? Thực ra thì cũng không. Thà chậm nhưng mà nó chọn đúng người còn hơn vội mà chọn sai. Mình có năng khiếu gì không? Ca thì cũng tạm được. Cái bài Em Về Tinh Khôi của bạn Kiều. Bờ vai anh đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Làn môi anh đừng quá rung rung, lỡ tia nắng hồng tàn mật. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu chân thành mê say. Xin cho ta một khắp reo cao vui cùng em. Em Về Tinh Khôi. Bạn hát rất đúng là tinh khôi. À, bạn là thầy giáo đúng không? Dạ. Rồi có hay bị sinh viên nữ tấn công mình không? Dạ, cái này thì hay bị nhiều ạ. Nhưng mà em không có quan lăng nhăng với đặc biệt là với sinh viên. Ừ, yeah. Tại sao nhiều sinh viên dễ thương lắm mà? Dạ, dễ thương thì dễ thương nhưng mà cái tính của mình, quan điểm của mình sống nó khác đúng khác, không? Dạ. À, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Có thể là không mà có thể là có. Bởi vì có những người mà em thích ấy, thì lại cuối cùng không được. Nhưng mà những người nào không thích thì họ lại thích mình. Nghĩa là chưa gặp đối tượng nào hết? Chưa gặp đối tượng ưng ý. Giống như bên kia, bạn dạy môn gì? Dạ em bên chuyên ngành bên hàng hải luôn ạ. Máy móc động cơ cho ngành tàu biển. Tức là lắp ráp hay sửa chữa? Dạ vận hành khai thác và bảo trì các trang thiết bị về tàu biển. Nhưng mà nhà cửa có ổn định chưa? Nhà thì cũng định mua, đang định mua. Định mua ha? Dạ. Mua liền được? Đang tìm. Đang tìm đúng không? Dạ. Tức là có chút chút rồi chuẩn bị mua hả? Thì cái đây làm lâu năm rồi mà. À thêm người kia hùng nữa đủ luôn đúng không? Dạ không, nhắc một mình cũng đủ luôn. À vậy tốt rồi. Tốt. À, mình có đi rồi. Hôm nay mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có hai người bạn thân ở phía dưới. Rồi chào hai bạn. Hai bạn thấy bạn nam bên kia có phù hợp với bên này không? Dạ chiều cao thì em thấy đạt yêu cầu. Rồi. Cao hơn 1m6. Còn về tính tình thì cũng có điềm đạm. Thì thôi mình cũng được đó Mai. Bạn cái bên thấy được không? Em thấy ngoại hình thì cũng hợp với Mai. Nhưng mà tính tình thì Mai nó sôi nổi hơn. Bạn này thì trầm quá. Vậy được chứ đúng không? Trầm và chững chạc lắm mà thầy giáo à. Cảm ơn em. Trước khi tôi qua xem mặt bên kia bạn không thích điều gì ở bạn gái? Nói luôn cho bạn nghe kia nghe luôn. Dạ không thích bạn gái tóc tay thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà xanh đỏ tím vàng nhiều khi ta làm thời trang cho nó đẹp làm sao?
Em cũng không thích lắm cái việc cái màu mè quá, nó lai lạc quá, nó vừa thôi. Ví dụ màu tím rìm trên đầu hết được không? Nó màu tối tối thì được, cái gì đừng có màu nổi quá. Đến hôm qua mình hỏi bạn bên đây rồi nha. Ô, chào bạn. Bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ, màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm ra. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có gì sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Được rồi. À, cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là như thế nào? Có đặt ra tiêu chuẩn giống ai hay gì không? Thật ra thì em cũng không có thần tượng ai. Cao không, và không hô và không bụng bia là được. Rồi. Cao không hô, không bụng bia. Em chào chị Tường đẹp gái. Cao mét nhiêu? Dạ hơn mấy rồi. Không hô, không bụng bia. Có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ em giảm được mấy ký rồi chị. Giảm chi vậy? Dạ giảm cho đi đứng nó gọn gàng, nó nhanh nhặn, thấy to không. Quá nó chậm chạp. Thằng ông thanh niên phải mập mạp bự bự một chút. Bạn có hình mẫu lý tưởng bạn gái mình là người như thế nào không? Dạ em thì không có hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng mà mỗi người mỗi quan điểm riêng, mỗi cái đặc trưng riêng, mỗi cái hay riêng. Bên đây được hết, chỉ có cái cam đỏ thôi. Ổn không? Dạ cũng được. Phải quá ông ơi. Khỏe re. Thôi kéo màn lên, gặp nhau luôn. Quan trọng là mình tiến tới được hôn nhân. Dạ. Chúng ta có khả năng mua nhà, kinh tế ổn định. Dạ. Nha. Dạ. Chào bà. Dạ, chào. Màu rực rỡ không? Bạn đầu tiên cảm nhận về mình như thế nào? Anh điềm đạm và cũng thân thiện. Nhưng mà trước khi là chắc có món quà nhỏ tặng anh đặc biệt làm quen. Xin gửi anh một món quà. Mời cháu anh. Dạ. Bạn cho mình hỏi là quan điểm sống của bạn về gia đình bố mẹ như thế nào? Theo Mai nghĩ là cần có sự tức là chúng ta phải bớt cái tôi đi một chút và sống dung hòa, thì đặt lợi ích của tập gia đình lên trên hết và có sự san sẻ. Tại vì nếu mà bản thân mình sống đôi khi mình cũng không phù hợp hết với mọi người, mình phải bớt cái tôi đi một chút thì để giang hòa lợi ích thì cuộc sống gia đình nó mới ổn thỏa được. Quan điểm của mình thì đối với bố mẹ thì mình rất là thích bố mẹ ở với mình. Có thể bố mẹ vợ hoặc bố mẹ của ruột của mình vẫn ở